ký kênh, các em bấm vào like, sau đó các em bấm vào đăng ký, chúng ta bấm vào biểu tượng chuông và bấm vào tất cả để có được những cái bài giảng mới nhất. Chào mừng các em trở lại môn tiếng Anh lớp 6. Rất vui được gặp lại các em trong bài giảng ngày hôm nay. Ở những buổi trước, chúng ta đã nghiên cứu về nội dung bài số 1 My New School. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục bài số 5 Lesson 5 Skill 1 Reading and Speaking. Chúng ta sẽ nghiên cứu hai kỹ năng đọc và kỹ năng nói. Đầu tiên thì ta có một số hình ảnh cho các em. Đây là hình ảnh của ba ngôi trường Three Schools, PLC Sydney, Second Anlach Lower Secondary School, and the Third Vina Brito School. Ba ngôi trường này mà chúng ta sẽ đọc và nghiên cứu về chúng. Trước khi đọc và nghiên cứu về nội dung bài, các em sẽ có một số từ mới, các em cùng theo dõi và ghi chép lại vào trong vở. Chúng ta có từ đầu tiên, một danh từ, kindergarten. Kindergarten, em đọc nhấn vào âm thứ nhất, kindergarten, kindergarten, trường mẫu giáo, trường mầm non, kindergarten. Từ tiếp theo, overseas, overseas, trạng từ là ở nước ngoài hoặc hải ngoại, overseas. Tiếp tục, greenfield, a greenfield, cánh đồng lúa, a greenfield, greenfield, cánh đồng lúa. A mountain, núi, ngọn núi, a mountain, mountain. Equipment, 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 thiết bị. Và cuối cùng chúng ta có động từ join là tham gia, join. Bây giờ các em cùng đọc lại theo để ra toàn bộ những từ này. Kindergarten, kindergarten, overseas, overseas, greenfield, greenfield, mountain, mountain, a mountain, equipment, equipment, design, design. Chúng ta đọc lại. A kindergarten, overseas, overseas, a greenfield, a mountain, equipment, equipment, design, design. Để kiểm tra các em đã nhớ từ chưa, chúng ta có một phần bài tập đó là remember. Các em sẽ theo dõi và đọc theo thầy giáo. Thầy giáo chỉ vào từ nào chúng ta đọc từ đấy. Trường mẫu giáo trong tiếng Anh đọc là rồi, a kindergarten. Tiếp tục, nước ngoài hoặc ngoại quốc các em đọc xem nào, có nhớ không? Rồi, đó chính là overseas, overseas, cánh đồng lúa, a green field, a green field, núi hoặc đồi núi, chúng ta có từ a mountain hoặc là ngọn núi, đúng không? A mountain. Trang thiết bị, các em có từ equipment, equipment, và động từ tham gia hoặc gia nhập là gì? Join, to join. Đó, các em đọc lại. To join, to join. Equipment, equipment, mountain, a mountain, a green field, a green field, overseas, overseas, a kindergarten, a kindergarten.
đọc lại a kindergarten overseas overseas a green field a mountain equipment equipment design design. Như vậy là chúng ta đã xong cái hoạt động thứ nhất là từ vựng. Bây giờ thầy giáo có một bài tập nhỏ. Open prediction, em hãy đưa ra dự đoán cho mình về thông tin ở trong ba cái môi trường mà chúng ta sẽ nghiên cứu. PLC Sydney School, An Lạc Lower Secondary School, Vina Brita School. Các em chưa mở sách nhá. Chúng ta đưa ra cái dự đoán cho mình. Ví dụ, A School for Girls, một ngôi trường cho học sinh nữ. Thì trong ba cái trường này, đâu là ngôi trường dành cho học sinh nữ thì các em sẽ đánh dấu tích vào đấy. Các em có thể đánh số. Chúng ta có thể làm ra, nếu mà chưa chép kịp, em làm ra nhé. Thứ tự 1, 2 và 3. Tiếp tục số 2, surrounded by mountains and green fields. Được bao quanh bởi những cái ngọn núi và cánh đồng lúa. Thì ngôi trường nào trong ba ngôi trường này? Number 3, 1250 girls from age 4 to age 18. 1250 nữ sinh từ độ tuổi 4 đến 18. Có thể đoán được câu 3 và câu 1 chắc chắn là nó thuộc về một trường. Number 4, big buildings and modern equipment. Những cái tòa nhà lớn và cái trang thiết bị hiện đại. Trong ba ngôi trường này, trường nào có cái đó? Number 5, 7 classes and 194 students. 7 lớp học và 194 học sinh. Rất nhỏ. Six, many interesting clubs, nhiều câu lạc bộ thú vị. Many interesting clubs. Seven, students from all over Australia and overseas, học sinh đến từ khắp Australia và ngoại quốc. And number eight, an international school for students from year 1 to year 12. Một cái ngôi trường quốc tế cho học sinh từ 1 đến 12 tuổi. Đây là 8 câu, các em sẽ xác định xem nào, cái trường nào nó có nội dung từ 1 đến 8, chúng ta đánh dấu tích. Chúng ta sẽ có 1 phút để làm nhanh bài này. Sau khi tích xong, các em sẽ mở sách trang 12, các em đọc thông tin về 3 ngôi trường. Đọc thông tin về 3 ngôi trường. Sau đó chúng ta kiểm tra lại cái phần dự đoán của mình xem đã đúng hay sai. Rồi thầy giáo sẽ chữa. Rồi tổng cái bài này các em sẽ có 5 phút để làm. Chúng ta bắt đầu làm bài.
các em cũng kiểm tra lại với thầy giáo về nội dung của bài Open Prediction. Đầu tiên, A School for Girls, đó là ngôi trường thứ nhất, thứ hai, thứ ba. Đó chính là ngôi trường đầu tiên. PLC Sydney School. Em có thể theo dõi trong sách. Dòng thứ hai, Is the school for girls in Sydney? Is the school for girls in Sydney? Tiếp tục, Surrounded by mountains and green fields. Đó là ngôi trường thứ hai, An Lạc Lower Secondary School. Chúng ta nhìn vào ngôi trường thứ hai trong sách. The school is surrounded by mountains and green fields. Dòng thứ hai và dòng thứ ba. Number 3, ngôi trường thứ nhất. Dòng thứ 3, about 1,250 girls from age 4 to age 18. Number 4, big buildings and modern equipment, Vina Brita School, ngôi trường thứ 3. Các em nhìn vào dòng thứ 3. It has big buildings and modern equipment. Number 5. Ngôi trường thứ 2. 7 lớp học và 190 học sinh. Dòng thứ 2. It has 7 classes and 194 students. Many interesting clubs. Đó chính là ngôi trường thứ 3, Vina Brita. Ở dòng thứ 6, they join many interesting clubs. Tiếp theo số 7, đó là ngôi trường thứ nhất, PLC Sydney. Chúng ta có dòng thứ 6, PLC Sydney has students from all over Australia and overseas. Như vậy dòng thứ 6 và dòng thứ 7. Và cuối cùng là một ngôi trường quốc tế, Vina Brita. Ngay câu đầu dòng đầu tiên, Vina Brita School is an international school for students from year 1 to year 12. Là ngôi trường quốc tế cho học sinh từ 1 đến 12 tuổi. Như vậy là chúng ta đã giải quyết xong cái bài tập này. Nên là các em cũng đã hiểu qua về nội dung của bài rồi. Rồi để củng cố nội dung bài, để hiểu hơn, chúng ta sẽ có một bài tập tiếp. Matching. Read the three tests again and match the words with their meanings. Các em sẽ đọc lại nội dung 3 bài đọc vừa xong để chúng ta tìm ra nghĩa của 4 từ ở cột A, nối với các nghĩa của nó trong cột B. Chúng ta có thời gian là 1 phút, các em bắt đầu đọc. Chúng ta thì có 4 từ thôi. Boarding, international, surrounded và creative. Cũng có những từ mà trong quá trình chữa bài thứ nhất thì giáo đã nói rồi. Nào, từ đầu tiên, từ boarding. Trong bài có từ boarding school. Nó chính là nội trú, đi với phần D, boarding. Tiếp theo, international. Trước thời gian đã dịch cho rồi, nó là quốc tế, international school, trường quốc tế. Surrounded thì nó nằm trong cái ngôi trường thứ hai, An Lạc Secondary School. The school is surrounded by mountains and green fields. Được bao quanh. Và cuối cùng, là từ creative, sáng tạo. Từ này nó nằm trong cái ngôi trường thứ ba, là từ some creative students do drawings and
paintings in the art club. Các em có thể dừng hình lại để chúng ta viết những từ này vào trong vở nhé. Boarding International Surrounded Creative. Nghe và đọc lại. Boarding International Surrounded Creative. Nào, bây giờ các em sẽ sang tiếp một bài tập thứ 3, Gapfield. Vẫn là nội dung 3 bài đọc. Read the 3 tests again and complete these sentences. Các em sẽ đọc lại 3 bài đọc và chúng ta hoàn thành vào 5 câu bên dưới bằng cách điền các từ hoặc cụm từ vào trong bài cho nó đúng nội dung. Students live and study in a school. They only go home at weekends. Học sinh sống và học ở một trường như thế nào đó. Chúng chỉ về nhà vào cuối tuần. Các em điền từ nào, có thể điền một từ hoặc có thể điền một cụm từ. Số 2, câu này thiếu một chủ ngữ. Has an art club. Cái gì đó có một câu lạc bộ nghệ thuật. 3, there are girls' schools in. Có những cái trường học dành cho nữ ở đâu đó. Number 4, around Anlac School there are green fields and. Xung quanh cái trường An Lạc thì có những cánh đồng xanh vàng. Số 5, at Vina Brita School students learn English with. Ở ngôi trường Vina Brita thì học sinh học tiếng Anh với cái gì? Các em có 1 phút để chúng ta làm bài này. Thời gian chỉ là 1 phút thôi, chúng ta phải đọc và làm nhanh. Nào, chúng ta cùng chữa bài. Câu thứ nhất, các em sẽ điền từ boarding school là trường nội trú. Học sinh sống học ở trong trường nội trú và chỉ về nhà vào cuối tuần. Câu thứ hai là ngôi trường nào để có câu lạc bộ nghệ thuật. Vina Brita. Câu thứ 3, there are girls schools in PLC Sydney. Around Alaska school, there are green fields and mountains. Cái đồng lúa xanh và ngọn núi. Và cuối cùng, em sẽ điền. Điền gì đấy? Trong bài đã có dòng thứ 5, with English speaking teachers với những giáo viên nói tiếng Anh. Ở trường này các em sẽ được học tiếng Anh với những giáo viên nói tiếng Anh. Các em sẽ dừng hình để chúng ta ghi chép lại vào trong vở. Chúng ta chuyển tiếp sang một phần nữa, phần speaking. Phần này thầy giáo sẽ hướng dẫn để các em tự làm. Which school would you like to go? Why? First, complete the tables and discuss with your friends. Các em thích học, đi học ngôi trường nào trong ba ngôi trường đó. Và sau đó là chúng ta đưa ra lý do. Name the school, tên của ngôi trường. Chúng ta ghi vào đây, có ba ngôi trường, các em ghi vào đây. Like it. Cái lý do mà em thích nó, chúng ta viết đây. Nó có những cái gì, đấy, những cái gì mà các em cảm thấy thích thì các em viết vào đây.
Và tiếp theo, reasons you don't like it. Cái lý do mà em không thích nó. Tại sao em không thích nó? Thì em ghi vào đây. Chúng ta hướng dẫn lại. Names of school. Em viết tên của ba ngôi trường vào đây. Cột thứ hai, chúng ta đưa lý do chúng ta thích ngôi trường đó. Tại sao em thích? Và cái lý do ở cột thứ ba là chúng ta đưa lý do tại sao chúng ta không thích ngôi trường này. Sau khi các em hoàn thành xong cái bảng này, em sẽ thảo luận cùng với bạn của mình bằng cách hỏi và trả lời. Như vậy là chúng ta đã giải quyết xong nội dung cái bài ngày hôm nay, phần reading and speaking. Phần bài tập về nhà, các em sẽ học thuộc từ mỗi của ba bài và đọc lại ba cái bài đọc này. Bài học hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn các em đã chú ý theo dõi. Các em hãy ghi chép bài và học bài cẩn thận và nhớ đăng ký kênh để có được những bài học mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.